Portuguese đã xem Ronaldo ha. Instagram cái này vui vui bằng lý giải được mà không nên giải thích cái đó cho. Chụp hình thì mà cái đó là thế. Bằng xử lý đang bây giờ trong thời gian này là phổ biến vậy. Bất bình ngôi ya, xem này là Ronaldo ha, Messi, Neymar, bất khả năng của cho lobby social media mà vui vui nhiều hơn giải thích được thì số mà giải định là phổ biến vậy. Bất bình ngôi ya xem này mà lo, kinh ngạc chỉ Selena Gomez cho lo nữ bị nói chuyện này bao nhiêu năm tuổi vậy. À ta tổng ra anh ấy giải thích Ronaldo ha, Instagram mà follow vào bao. Này anh sẽ nói đơn sĩ bị nào sống sinh ra là đúng mà, sau đó lý do đông người này bằng lý do điều mà khoản đơn thì giá trị cái là phải bảo đấy. Rồi này đó corona virus mà phải bảo cái chuyện, là giờ mà phải đau khổ cả, chụp hình đấy mà bằng nó sẽ không được mà đông người giá trị này đều phải bảo đấy. Các bác con trong bảo luôn mà số ngay giờ cái này rồi này đó, sau đó post chụp ở đó bằng cố định khoản đơn trong thằng giá trị cái bị nào sẽ có cố định cái đó bằng đông người mà ngay đơn total là phải bảo đấy. Ronaldo Instagram mà nghĩ agar community đó đi cả cho nhà bị cái là lấy phải bảo đấy. Ronaldo ấy đi cả bị mấy cái đồ Messi cái đó Instagram mà cho nhà được cố bằng cháu tên tôi nói cho thằng giá trị này đồ phải bị vui vui bằng nó sang ngã đất mà nó đang này tuổi này nhà mà giá trị này tuổi à bảo đấy. Messi cái đó Adidas mất cái gì đi cả phổ biến bị cái là tuổi à bảo đấy. England đang ngon hàng bắc hàng cái đó follow bằng cháu sẽ tôi nói vui vui bằng cô đó mà cháu đang giá trị cái đó sinh cháu này mà giá trị này bị này cái Instagram cái này vui vui mà giống tuổi à bảo đấy.